với mục tiêu đưa ra những giải pháp phát triển bền vững ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam để khắc phục những hạn chế hiện có, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp tiêu dùng phát triển dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam, tổ chức Diễn đàn Khuynh hướng Tiêu dùng Việt Nam 2017. Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết với dân số đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động, Việt Nam là thị trường lớn của ngành hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được mức tăng trưởng tương đối khả quan thời gian qua, nhưng nhìn chung, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tiêu dùng còn tồn tại một số hạn chế như là năng lực tài chính yếu, nhiều mặt hàng phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, v.v. Do đó, diễn đàn đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến sự thay đổi trong các khuynh hướng tiêu dùng lớn tại Việt Nam, khuynh hướng tiêu dùng và mua sắm trên Internet, định vị thương hiệu Việt trên thị trường hàng tiêu dùng, khuynh hướng tiêu dùng của người tiêu dùng kết nối, niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa nổi địa, v.v.